Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão số 6, tên quốc tế là bão Nessat, ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 12, tức là 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17 tháng 10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, không khí lạnh sẽ tương tác với bão Nessat trong những ngày tới, sẽ khiến cơn bão này có diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng 18 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm là khu vực từ 16,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km một giờ. Đến 7 giờ sáng 19 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là khu vực từ 15 đến 21 độ Vĩ Bắc, 108 đến 116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9 đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15. Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Ngày và đêm 18 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão cao từ 8 đến 10 mét. Khu vực giữa Biển Đông, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật diễn biến bão số 6 trong những bản tin sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.